chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai động tác, một động tác trôi, nhảy trôi và một động tác trượt bay. Video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn động tác trượt bay rồi, nhưng hôm nay mình sẽ biến đổi cái động tác trượt bay ấy, nó chỉ có trượt ở trên mặt đất ha. Chứ không có nhấc lên giống như trước như này nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn nhé. Mình sẽ kết hợp 3 bước đi bộ. Bắt đầu chân trái, 3, 1, và 2, và 3. Rồi bắt đầu đến bước trôi. Và mình sẽ xoay bàn chân một chút xíu. Bắt đầu mình sẽ bước trôi về đằng sau 3 bước. 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ xoay lại đổi chân. Mình sẽ lấy chân phải làm trụ. Và 1, 2, 3. Bắt đầu đổi chân. Ta lấy chân trái làm trụ nha. Và 1, 2, 3. Mình nằm lại nha. Tiến hành bước trôi này. 1, 2, 3. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổi thành chân phải làm trụ. Và bắt đầu bước trôi. 1, 2, 3. Đổi bên. Và 1, 2, 3. Đó. Mình có thể 1 là mình xoay luôn, 2 là mình có thể đang tư thế này mình sẽ bước xa ra một chút. Cái đấy là tùy theo mình nha. Mình nằm lại này. 3 bước đi bộ. 1, 2, 3. Và 1, 2, 3. Và 1, 2, 3. Và 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ tiến hành những bước trượt bay đằng sau. Mình sẽ kết hợp 3 bước đi bộ. Bắt đầu chân trái. 1, 2, 3. Và 1, 3, 2, và 3, và 4, và 5. Mình sẽ đưa bàn chân mình này, chân trái đang tư thế như này, mình sẽ đưa chân xoay một cái và đồng thời chân này mình sẽ kéo lại mũi chân và trượt lại đằng sau, kéo lại mũi chân, trượt đằng sau, kéo lại, trượt, trượt. Bây giờ mình làm lại nha. 3 bước đi bộ. 1, 2, 3. Và 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Sau đó bước chân này lên. 1, 2, 3. Và 1, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi người gần xoay mình sẽ kéo chân lại như này và mình trượt ra, trượt lại sau, kéo chân này, trượt lại sau, kéo chân, trượt lại sau, kéo chân, trượt sau, kéo chân, trượt sau. Bây giờ mình nằm lại nha. 1, 2, 3, và 4, 4, và 5, và 6, và 8. Mình sẽ làm lại nha. 1, 2, 3, 4,
mình vẽ, mỗi một lần xoay, xoay mũi chân trái thì đồng thời chân phải mình sẽ kéo về. Kéo về này, bắt đầu chân phải mình nằm trụ, mình xoay thì đồng thời chân chân trái mình sẽ kéo về và mình trượt chân phải ra. Bây giờ mình sẽ bật khớp nhạc cho các bạn cùng tập nha. Boom. Mm-hmm.